người giúp việc được thừa kế 128.000 USD từ chủ nhà. Sau khi Chen Sung-jang qua đời, Zhu, người chăm sóc ông trong 8 năm, cũng có tên trong danh sách người thừa kế tài sản ông để lại. Ngày 4 tháng 11, Giang Trang Duy, làm việc trong lĩnh vực truyền thông tại Đài Loan, Trung Quốc, cập nhật tình hình về Zhu, quốc tịch Indonesia, người giúp việc của cố diễn viên Chen Sung-jang. Theo đó, cô hiện trở thành thợ làm bánh ngọt và bắt đầu kinh doanh online. Cô ấy hạnh phúc và bận rộn, dàn viết. Tháng 12 năm 2021, Zhu được thừa hưởng 128.000 USD. Theo di chúc từ nam diễn viên quá cố sau khi ông qua đời ở tuổi 80, sinh thời, ông Chen không kết hôn, không có con cái. Ngoài số tiền báo đáp nữ giúp việc, một phần tài sản của nam tài tử được tặng cho tổ chức từ thiện, còn lại chia cho người thân. Theo Motorship, Zhu là người chăm sóc Chen trong 8 năm, được ông coi như con gái vì tận tình, chu đáo. Theo CTN, Zhu trở lại Indonesia vào tháng 3 năm nay. Thời điểm đó, cô cho hay bản thân không biết phải làm gì với số tiền nhận được. Zhu cũng chia sẻ vào những năm cuối đời, ông Chen đã tăng gấp đôi lương và tặng cô trang sức bằng vàng như phần thưởng cuối năm. Nhờ vậy, cô đã mua một số mảnh đất ở Indonesia. Hiện, các con của cô đều đã lớn. Theo Tang Buon, Zhu nói với truyền thông Đài Loan vào tháng 1 rằng cô vẫn đau lòng mỗi khi nghĩ đến Chen. Kể rằng người chủ quá cố thường thức dậy lúc 2 giờ sáng để đi vệ sinh. Thậm chí một tháng sau khi ông qua đời, cô vẫn thức dậy vào thời điểm đó như thói quen. Đầu tháng 11, tất cả thành viên trong nhà Clara Chen sống tại Singapore cũng quyết định tặng cúp tôn vinh, điện thoại mới cho người giúp việc tên Anik, quốc tịch Indonesia khi cô chuẩn bị nghỉ việc. Cụ thể, Anik đã ở bên gia đình Chen khoảng 20 năm với nhiệm vụ chăm sóc nhà cửa, nấu ăn và trông trẻ. Trong video dài 48 giây được chia sẻ, họ hàng và người thân của Chen đã tụ họp để tiễn Anik trở về quê hương Indonesia. Sau bữa tiệc, Chen và người nhà đưa Anik ra sân bay để kịp giờ khởi hành.